Xin chào tất cả quý ông bà, cô chú trở lại với kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn ha. Đến hẹn lại lên thì Lộc Nguyễn lại đi quay những mẫu nhà đẹp, những mẫu nhà giá rẻ để cho chúng ta cập nhật ha quý anh chị. Đây là một căn nhà mái Thái, một cái mẫu nhà chân ái cho tất cả quý ông bà, quý cô chú ha. Nằm ngay mặt tiền đường tập đoàn 4 luôn nha quý anh chị. Cái con đường này nó rộng là 4 mét, xe hơi, xe tải chúng ta di chuyển đến nơi ha. Phía bên tay trái Lộc thì quý anh chị sẽ di chuyển ra đường tuyến tránh quốc lộ 50 thì ra hai khu công nghiệp lớn là khu công nghiệp Phun Lưu và Xin Lưu. Còn bên tay phải Lộc thì quý anh chị đi thẳng ra 300m thì đi ra ngay khu vực của ngã ba Tân Kim, thì ở đó nó có chợ, có trường học, có Bách Hóa Xanh, có Thế Giới Động, có đầy đủ những cái tiện ích cho chúng ta sử dụng. Và hôm nay có thể nói là một siêu phẩm nhà đẹp không quý anh chị, một cái mẫu nhà mái Thái có một cái khoảng sân trước cho chúng ta đậu xe hơi thoải mái luôn ha. Và quý anh chị cũng thấy đó ạ, đây là một căn nhà mới tinh vừa được hoàn thiện xong. Cái sàn nhà chúng ta nè, nó cao hơn sàn sân nha, cao hơn so với mặt đường nè quý anh chị. Đó, ở đây thì chủ nhà rất là tinh tế khi đã làm hai cái bồn để chúng ta và chúng ta có thể là trồng cây cho nhà chúng ta thêm phần đẹp mắt hơn nha. Và hai cái trụ cổng rất là kiên cố và chắc chắn luôn nha quý anh chị. Ốp gạch đá lên tới phía trên cho quý anh chị luôn, và làm một cái hệ thống mái ngói có hệ thống đèn led rất là sáng vào buổi tối cho quý anh chị ha. Đây, một cái trụ cổng rất là nặng tay khi mà Lộc Nguyễn di chuyển nè quý anh chị, được chạm trổ những hoa văn họa tiết hình trống đồng với tông màu trắng và tông màu xám cho quý anh chị luôn. Đó, rất là đẹp nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị hãy cùng từ từ chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp nha nhà chúng ta ạ. Vào cái khoảng sân này á thì Lộc Nguyễn rất là thích. Với khoảng sân này á thì xung quanh tường rào khá là chắc chắn. Ở phía đây thì ốp gạch lên cũng khá là cao, tầm khoảng 1m4 ha. Và có những cái khu vực rào trắng nè. Đó. Rất là kiên cố. Nên quý chị yên tâm, không có bị trộm leo vào bên trong nhà được ha. Và cái khoảng sân này thì chúng ta tận dụng để chúng ta để xe hơi, nếu mà nhà chúng ta có xe hơi ha. Xe hơi 7 chỗ cũng được nha quý anh chị. Còn quý anh chị mà đãi tiệc tùng á, tầm khoảng 4 đến 5 bàn thì khá là thoải mái luôn. Rồi, khi mà di chuyển bên trong thì sẽ đi vào bên cái sàn nhà chúng ta, cũng cao hơn so với mặt sân nữa. Rất là tinh tế ha. Ở đây thì được trang trí hai cái bức tranh hai bên rất là đẹp, một cái bức tranh thiên nga. Rồi đây là một cái bức tranh sơn thủy núi non. Rất là đẹp, đèn chiếu vào buổi tối á, quý anh chị sẽ nhìn thấy rất là bắt mắt ha. Đó, một cái khu vực khá là đẹp, tường ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị nè. Còn cái cửa này rất là nặng luôn, cửa nào là quay kéo cũng nặng á quý anh chị. Được sơn với cái tông màu xám và kính là kính trong ha. Đây là một cái mẫu nhà có thể nói là mới tinh, chưa qua sử dụng nha quý anh chị. Còn đi vào bên trong khu vực phòng khách thì rất là mát luôn quý anh chị ơi. Đó, tường ốp gạch lên tầm khoảng 1m7 cho quý anh chị nè. Đó, ở đây thì những cái dụng cụ mà vừa mới nhà chúng ta vừa mới hoàn thiện xong á, còn thơm mùi sơn luôn. Nên những cái khu vực này chưa có dọn đi nha quý anh chị. Nhưng mà khi quý anh chị là chủ nhân căn nhà này hoặc là sở hữu nhà này thì Lộc Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý anh chị dọn dẹp những cái vật dụng linh tinh ở trong cái căn nhà còn lại ha. Rồi, bên tay trái chúng ta là một cái khoảng kệ tủ nè. Rất là nhiều kệ tủ cho chúng ta đựng những vật dụng linh tinh hoặc là trưng bày những vật phẩm quà lưu niệm ở khoảng không gian này ha quý anh chị. Hoặc là chúng ta có thể là để sách cho gia đình chúng ta đọc thì cũng khá là tuyệt vời. Căn nhà này nằm trong cái hướng Tây Bắc nha quý anh chị, nhưng mà nó khá là mát. Bởi vì sao ạ? Có những cái ô cửa sổ rất là to như thế này nè. Đó, để chúng ta lấy gió, lấy sáng, nên nhà chúng ta rất là thông thoáng và mát mẻ luôn. Quý anh chị ơi, trên trần là khu vực trần dược cấp với những cái hoa văn và họa tiết hình tròn, hình thoi, nhìn hình vuông nè. Với tông màu xám và tông màu xanh ngọc bích rất là đẹp ha. Và đặc biệt cái nhà này Lộc thấy rất là nhiều hệ thống đèn led nè quý anh chị. Rồi có đèn tiếp hai bên nữa. Nên cái khoảng không gian nhà chúng ta sẽ rất là thoáng luôn quý anh chị. Rồi, tiếp đến khu vực phòng bếp á, Lộc nghĩ tin chắc là quý anh chị sẽ rất là thậm chí là những cô chú anh, ông bà, cô chú nào á mà kỹ tính á thì cái khoảng không gian bếp này thì Lộc Nguyễn nghĩ là mọi người sẽ rất là thích ạ. Ở đây là kiểu mà khu bếp hình chữ U quý anh chị, và có rất là nhiều kệ tủ để cho chúng ta để nè, để đồ ha. Thứ nhất là chúng ta phải là để những cái vật dụng gia vị của khu vực bếp, hoặc là để những cái máy như là lò vi sóng, vi ba đồ quý anh chị. Chúng ta để vô đây ha. Rồi, còn bên đây nữa nè, tủ bên đây nữa nè quý anh chị. Rất là nhiều tủ rồi. Đó, đá ở phía đây được ốp đá rất là sáng luôn, với cái tông màu trắng cho quý anh chị ha. Rồi, tiếp theo thì cái khoảng không gian ống nước vào, ống nước ra ở khoảng không gian này nè, chúng ta để cái vị trí máy giặt ở đây.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh ạ. Khu vực phòng vệ sinh đó thì phía trên có một cái ô để cho chúng ta lấy gió, lấy sáng nè. Rồi đi vào bên trong thì có những cái thiết bị cơ bản cho một gia đình như là bồn cầu, lavabo, vòi sen. Ở phía dưới là gạch chống trơn trượt cho quý anh chị ha. Đó, một cái căn nhà mà Lộc thấy mọi tiện ích nó rất là đầy đủ rồi quý anh chị. Ở đây thì chúng ta có thể là để một cái máy giặt. Đó, máy... Ở đây thì chúng ta có thể là để một cái tủ lạnh nữa. Một tủ lạnh thật là to ha. Rồi, bên tay phải mình có một cái ô cửa gọi là lối thoát hiểm đó quý anh chị. Nên khi mà chúng ta nấu nướng, chúng ta mở cái cửa này ra, gió lùa vào á, thì nó sẽ rất là thoáng và mát cái ngôi nhà chúng ta ha. Không có bị bí bách mùi. Rồi, anh chị hãy nhấn cho là một nút like, một nút đăng ký để luôn là người nhận được những video nhà và đất mới nhất. Lộc Nguyễn sẽ đi quay mỗi ngày nha quý anh chị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi lên trên lầu nha. Đây là một cái ngôi nhà ngay mặt tiền đường tập tầng 4, vị trí vô cùng đắc địa phải không quý anh chị? Các bậc thang khi mà Lộc Nguyễn bước lên nè quý anh chị, nó được ốp lát những cái đá hoa cương hết rồi nè. Và cầu thang của chúng ta được sơn với cái tông màu là tông màu nâu và gỗ là gỗ căm xe không quý anh chị? Các bậc thang khi mà Lộc Nguyễn bước lên á, nó khá là ngắn nên nó cũng dễ bước đi và rất là thích hợp cho người lớn tuổi. Chúng ta đi khu vực cầu thang này nha. Cái khu vực ở phía trên này, quý anh chị sẽ nhìn được bao quát hết cái khu vực phòng khách của chúng ta. Rất là sáng luôn nha quý anh chị. Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ cùng di chuyển lên trên lầu ạ. À. Trên lầu thì nó sẽ có hai phòng ngủ siêu to khổng lồ cho quý anh chị luôn. Nhà chúng ta thì cái chiều ngang là Nguyễn sẽ nhắc lại nữa ạ. À. Ngang 5 sâu vào á là 17 mét ha. Và những khu vực của chúng ta thì Lộc thấy là nó sẽ rất là thoáng và mát. Ở đây thì có một cái khu vực có những cái khung thế này đó để chúng ta trưng bày những vật phẩm và lưu niệm hoặc là những bình rượu quý của gia đình chúng ta để ở cái không gian này thì khá là đẹp mắt ha. Bên tay trái là có một cái ô cửa sổ để cho chúng ta lấy gió lấy sáng nha. Đó, cửa này được làm bằng chất liệu là cửa nhôm với cái tông màu xám không quý anh chị. Và quý anh chị nhìn xung quanh nè, nhà cửa chúng ta rất là đông đúc, san sát nhau rồi ha. Nên về đây chúng ta ở sẽ rất là vui. Và ngay mặt tiền đường này chúng ta đi ra đường là Hương Lộ 11, ngay khu vực ngã ba Tân Kim, chỉ tầm khoảng có 300 mét rồi quý anh chị. Đây là khoảng không gian phòng vệ sinh chúng ta nè, rất là sáng với cái tông màu trắng không quý anh chị. Tường á chúng ta ốp lên nó tầm khoảng 2,5 mét luôn nè. Rồi những cái lavabo, bồn cầu, vòi sen rất là đầy đủ cho chúng ta sử dụng nha. Phía dưới là gạch chống trơn trượt cho chúng ta luôn nè quý anh chị. Bây giờ là Nguyễn sẽ di chuyển vào căn phòng ngủ đầu tiên. Căn phòng ngủ này thì nó bé bé xinh xinh, nó rộng khoảng 15 mét vuông, thích hợp cho con em chúng ta sử dụng căn phòng này nha. Đó. Trần là khu vực trần ở dưới góc nè quý anh chị, với cái tông màu sáng, tông màu xanh dương ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đi qua cái khu vực phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai thì nó hướng ra khu vực phía ban công, phải nói là căn phòng ngủ này siêu siêu rộng luôn nhau quý anh chị. Đó, và chúng ta có thể là ngăn ra được thành hai căn phòng ngủ cho gia đình mình nếu mà đông thành viên. Căn phòng này đủ để chúng ta để một cái giường ngủ nè, một cái tủ đựng quần áo cũng như là một cái bàn trang điểm. Thì nội trong cái căn phòng này thôi á, thì Lộc thấy là có đến ba cái cửa luôn, hai cái cửa sổ, một cái cửa chính hướng ra phía ban công ha. Trên trần thì cũng là trần vượt cấp, xung quanh là có hệ thống đèn led rất là nhiều luôn. Hai bên tường thì có đèn tiếp hai hết cho chúng ta sử dụng, nên nhà chúng ta vào bật lên, bật đèn lên á thì sáng trưng luôn nhau quý anh chị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ra cái khu vực ban công nè. Đây là một cái ban công phải nói là siêu siêu rộng luôn nè quý anh chị. Siêu rộng luôn ha. Đó, quý anh chị set up cho mình đó, hai cái ghế ở ngoài đây, một cái bàn chiêu chiêu để buổi chiều hoặc là buổi sáng đó, chúng ta ra đây ngồi hóng gió mát thì rất là tuyệt vời luôn. Đây là một cái mẫu nhà mái Thái nha quý anh chị. Mái Thái được sơn với cái tông màu xám và tông màu trắng. Đó, có những cái đèn rất là cổ điển luôn và cũng khá là đẹp nha quý anh chị. Đây ạ,
Và đứng từ cái góc này quý anh chị có thể nhìn được ở phía dưới nhà chúng ta nè. Đây là một cái căn nhà có sân trước cho quý anh chị và cô chú chúng ta đậu xe hơi 7 chỗ luôn nha. Đó, một cái ô cổng rất là chắc chắn cho quý anh chị luôn. Và nhà xung quanh đây thì san sát nhau rồi. Thì đường ở phía trước nhà mình á, là đường tập đoàn 4, quý anh chị đi ra ngã ba Tân Kim chỉ tầm 300m nha quý anh chị. Rồi, anh chị và cô chú thấy căn nhà này như thế nào ạ? Thấy có thích chưa ạ? Nếu mà thích rồi á, hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn qua số hotline phía trên màn hình. Và bây giờ Lộc Nguyễn sẽ cùng theo quý anh chị, hãy cùng theo chân Lộc Nguyễn đi xuống tầng trệt. Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết lại một lần nữa và báo giá đầy đủ cho quý anh chị giá tổng là bao nhiêu nha. Vừa rồi thì chúng ta đã tham quan qua hết từng góc ngách ngôi nhà nằm ngay mặt tiền đường của tập đoàn 4 rồi quý anh chị ơi. Một căn nhà với pháp lý là sổ hồng riêng, ngang 5, dài 17m, một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, và rất là phù hợp cho những quý anh chị cô chú nào chúng ta có xe hơi, chúng ta đậu ở cái khoảng sân trước ha. Xe hơi xe tải chúng ta đi vào phi vu ha quý anh chị. Mức giá đủ của nhà này là 2.500.000.000 là mức giá đủ nha. Giá đủ là giá không phát sinh ạ. Giá tổng ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 1 tỷ luôn. Thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn để chúng ta đi xuống tham quan thực tế của nhà này và sở hữu cho gia đình mình ha quý anh chị. Mến chúc cho quý anh chị, ông bà thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và sớm tìm được cho mình những căn nhà, những giá trị bất động sản thật là ưng ý cho gia đình mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại.